You're insecure, don't know what for. You're turning head. Hey, cô Huyền Anh xin chào tất cả các con. Các con thân mến, ngày hôm nay cô Huyền Anh có đem đến đây một bông hoa cực kỳ đẹp đấy. Các con hãy cùng nhau quan sát xem cô Huyền Anh đem đến đây bông hoa gì nhé. Tan tan. Đố tất cả các con biết bông hoa này được gọi là hoa gì nhỉ? À, nhìn trông rất là giống hoa sen, nhưng tên gọi của nó là hoa súng đấy. Bông hoa súng của cô Huyền Anh được làm từ giấy, có các bộ phận như bông hoa có nhiều cánh hoa, có nhị vàng và có lá màu xanh nữa đấy. Hoa súng là biểu tượng của sự thanh khiết, là một loài hoa giản dị nhưng thanh tao, có ý nghĩa rất lớn trong văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Hoa màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh khôi, trong sáng. Hoa màu tím là sự chung thủy. Hoa màu hồng là sự mộng mơ, lãng mạn của tuổi trẻ. Hoa màu đỏ thể hiện sự trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống. Hoa màu vàng là sự quý phái, tiền tài. Và ngày hôm nay, cô Huyền Anh sẽ hướng dẫn tất cả các con làm hoa súng bằng giấy cùng với Alpha nhé. Và để làm được hoa súng này thì các con sẽ cần phải chuẩn bị cho cô các nguyên vật liệu sau đây. 4 tờ giấy vuông màu xanh và màu hồng, 1 ít giấy vàng, keo sữa, kéo, bút và thước kẻ. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta hãy cùng bắt tay vào thực hiện nhé! Đầu tiên, các con hãy lấy cho cô tờ giấy màu hồng, đo và vẽ cho cô hai hình vuông lớn, mỗi cạnh 14cm. Và thêm 3 hình vuông nhỏ, mỗi cạnh Sau đó, các con hãy dùng kéo cắt ra cho cô nhé. Tiếp theo, các con hãy lấy cho cô một tờ giấy hình vuông ra, gấp chéo và mét liên tiếp cho cô 4 lần. Sau đó dùng bút vẽ một đường cong nhẹ và cắt ra cho cô Huyền Anh nhé. Ở phần đuôi, các con cắt đi một chút xíu thôi nhé. Sau đó dở ra, các con để ý là chúng ta sẽ được 8 cánh. Các con cắt bỏ đi một cánh giống cô Huyền Anh nhé. Và sau đó dùng keo sữa để dán lại. Chúng ta sẽ được một hình bông hoa như vậy nhé. Các con làm tương tự với 4 tờ giấy hình vuông còn lại. Chúng ta sẽ được 2 bông hoa lớn và 3 bông hoa nhỏ nhé. Đây cũng chính là các cánh hoa súng nhé. Tiếp theo là phần nhụy hoa. Các con hãy lấy một tờ giấy màu vàng và cắt cho cô một hình chữ nhật giống vậy nhé. Các con hãy gấp làm đôi
và cắt các đường tua rua giống cô Huyền Anh nhé. Sau khi cắt xong, các con hãy dở ra và dùng keo sữa bôi ở phần cuối, sau đó cuốn tròn lại. Tiếp theo, các con tiếp tục lồng các cánh hoa vô phần nhị hoa. Đầu tiên là 3 cánh nhỏ và sau cùng là 2 cánh lớn. Khi các con lồng các cánh hoa, nhớ điều chỉnh xen kẽ sao cho đẹp mắt và bung phần nhị ra nhé. Vậy là phần bông hoa cũng đã xong. Tiếp đến là phần lá. Các con lấy cho cô tờ giấy màu xanh ra, gấp và miết liên tiếp cho cô 4 lần. Sau đó các con trải ra, gấp lên xuống, xen kẽ theo đường xếp ly nhé. Tiếp đến, các con gấp đôi lại và dùng keo sữa dán cho chắc nhé. Các con làm tương tự với tờ giấy màu xanh còn lại nhé. Các con tiến hành dùng keo sữa dán hai phần này lại với nhau để thành chiếc lá nhé. Các con lồng thân hoa sữa, sau đó dán cố định phần còn lại nhé. Vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành rồi đấy. Thêm một mẫu hoa súng trắng nữa cho tất cả các con cùng tham khảo nhé. Và đây là hai bông hoa súng mà cô Huyền Anh vừa hướng dẫn tất cả các con thực hiện đấy. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng hai bông hoa súng này nhé. Vậy là thông qua video này, các con cũng đã biết cách làm ra bông hoa súng và biết được ý nghĩa của hoa súng thông qua các màu sắc rồi đúng không nào? Và video ngày hôm nay của cô Huyền Anh tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các video lần sau nhé. Bye bye!